quá lớn luôn rồi, cô chú anh chị ơi, hai cây này lần đầu tiên mình mới được chứng kiến một cái cây hoa giấy mà nó lớn tới mức độ như vậy. Nhét được bao nhiêu cây em nhớ không? Sáu mươi cây trong vòng một ngày. Cái cây mà em mới cầm nó, cái màu hồng phấn đó, nó tên gì em biết không? Hả? Tím tuyết hả? Ồ, cái màu rất là đẹp. Là bạn học sẽ làm như thế mình có cái gì vậy? Không lại sư tổ rồi. Nam Long Xuyên mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân thương của kênh Nam Long Xuyên nha. Hiện tại thì ở phía sau Nam đây, Nam đang đứng trên cây cầu Mùa U. Qua cây cầu này chạy vào bên trong đó chính là làng hoa giấy Tân Dương, một làng hoa giấy có tuổi đời rất là lâu năm và là làng hoa giấy nổi tiếng nhất ở xứ Đồng Tháp. Khi quý cô chú anh chị tới với Đồng Tháp, nhất định phải một lần ghé qua cái làng hoa giấy Tân Dương này để thưởng thức cái vẻ đẹp của hoa giấy ở nơi đây. Ở video hôm nay thì Nam sẽ tiếp tục đi cập nhật tình hình hoa kiển Tết của Tết Giáp Thìn năm 2024 để gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn. Và hoa giấy năm nay thì theo như cái cảm nhận của Nam thì nó rất là nhộn nhịp. Mới có thời điểm này thôi, cũng chưa cận Tết mấy, nhưng mà hoa giấy ở đây trổ rất là nhiều và có những cung đường hoa giấy là nó rực rỡ màu sắc. Mình nhìn là mình mê luôn á quý cô chú anh chị. Thì bây giờ Nam mời cô chú anh chị và các bạn sẽ cùng với Nam, chúng ta sẽ đi dài vô trong làng hoa giấy Tân Dương để chúng ta thưởng thức cái vẻ đẹp của hoa giấy ở nơi đây nha cả nhà. Cả nhà xem kênh Nam Long Xuyên nhớ cho Nam một like và một đăng ký kênh, chia sẻ video để làm động lực cho Nam sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa về khám phá du lịch tâm linh và cuộc sống gửi tới cả nhà nha. Phải nói là những cái cây mà hoa giấy tàng thông ở làng hoa Tân Dương là quá cao và quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Anh em quay 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 ba. Một xe hoa kiển nữa đang vận chuyển cho các thương lái nè cô chú anh chị. Năm nay theo như Nam nghĩ thì mặc dù là còn một tháng mấy nữa thì mới bước vào cái thời cao điểm của hoa kiển, nhưng mà mới bây giờ thôi mà mình đã thấy cái không khí của mùa xuân rồi, rất là sớm nha. Cũng mong là tình hình hoa kiển năm nay sẽ thu hút hơn năm rồi để cho bà con trồng hoa và cũng như các nhà vườn làm kiển sẽ có một năm bội thu hơn năm rồi. Nhìn những cái mái nhà ngói, những cái dàn hoa giấy ở phía trước thì làm cho chúng ta cảm thấy một khung cảnh rất là bình yên của làng hoa giấy Tân Dương ha cô chú anh chị. Bây giờ Nam sẽ đi dài vô trong nha để cập nhật ghi hình nha cả nhà. Mấy bài có 2 chiếc à. Làm thấy chật quá à. Đâu rồi mấy bài đâu rồi? Đó.
chiếc máy bay. Cái này mà nó có hoa lên đó chị, nhìn nó mới đẹp dữ nữa. Bay kìa, bay thiệt luôn kìa, cả lắc la lắc kìa. Em thấy ngoài máy bay ra mình có hồ lô nữa nè, có bình hồ lô nữa. Dạ, máy bay, hai chiếc máy bay. Bình hồ lô. Cái này mà khi nó trổ bông ra là nó rất là đẹp luôn á. Trổ gộ lên á, nhìn mới đẹp. Ừ. Mấy cái bình hồ lô bên đây nó trổ ra nè, bắt đầu đẹp lên đó. Mấy cái này là em nghĩ là vừa Tết hả chị? Tết là chỗ rồi, rộ dữ lắm luôn á. Bây giờ đó nó sẽ rụng bông. Rụng bông nó trổ lại một lần nữa. Là lần Tết. Rồi bắt đầu Tết là nó đẹp. Dạ. Tại tôi bên đài là tôi cho nó đi bông chuyện, đâu có còn khơi thiệt nữa. Dạ. Đi bông chuyện, nó chuyện hoài, bông hoài. Dạ. Con cảm ơn chị nha. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Năm nay bán thắng lợi nha. Ngoại bán thì ngon. Cái đồ này để ngoại bán là lụm tiền. Quá trời mấy cây qua giấy cẩm thạch này đẹp rồi. Thật lâu rồi hả? Vườn hoa giấy phải nói là rất là đẹp nha, hoa giấy lá cẩm thạch quá đẹp luôn rồi nè. Hầu như năm nay năm Giáp Thìn, năm nay Nam Đế thì hình như là cái loại mà hoa giấy lá cẩm thạch này nè, cái loại mà tím pháp cẩm thạch này thì nó phổ biến và nó nhiều hơn những loại khác á cô chú anh chị. Có lẽ là năm nay là cái này nhà vườn người ta thấy nó sẽ hút cho nên người ta trồng nhiều hơn cái loại ngũ sắc. Năm nay thì tím pháp cơ bộ là phổ biến nha. Đây có một cây hồng phấn nè, cả nhà thấy không, cái hoa của nó có gân màu hồng ở bên ngoài rất là đẹp luôn ha. Đây nè cả nhà, hoa giấy ngũ sắc nha. Tại vì mình người ta đặt cái tên là hoa giấy ngũ sắc thôi, thực sự là có nhiều cây là nó sẽ ra tới 6-7 màu, có khi là 8 màu nữa. Ghép đậu thì khoảng 7-8 màu, còn không đậu thì 3-4 màu, 5 màu cũng có. Cho nên người ta đặt chung cái tên đó là hoa giấy ngũ sắc nha cả nhà. Mới thời điểm này thôi mà mình đã thấy trong lòng mình rất là nôn nao về mùa xuân rồi đó. Hoa rất là đẹp luôn, rất là nôn luôn á. Mà không phải chỉ cái tàn hoa nó đẹp đâu, cả nhà nhìn ở dưới cái đế nè, những cái đế hoa ở bên dưới là cũng rất là đẹp luôn. Cái đế tuy là đế ghép, đúng rồi, nó y như là, mặc dù nó là đế ghép nhưng mà nó mang những cái hình thù rất là độc đáo. Và không có một cái bộ gốc nào nó giống với bộ gốc nào hết, anh có đế không? Có những cái hình thù giống như là con khủng gì đó, nó rất là lạ. Đẹp lắm. Chị như gặp chị chủ rồi kìa. Em chào chị nha. Vườn này của mình hả chị? Dạ. Vườn nhà. Hôm nay là mình trồng số lượng nhiều không? 800. Dạ 800. 800 gốc. Bằng năm rồi không hay là nhiều hơn? Nhiều hơn. Dạ, nhiều hơn nha. Rồi tình hình năm nay sao rồi? Im không? Nó đi cũng hơi lên. Dạ, vậy là bán được ha. Nói chung nghe nhà vườn mà nói là năm nào mà trồng hoa kiểng mà nhiều hơn là mình thấy năm đó sẽ có khởi sắc ha. Em thấy là như là mình đa phần mình trồng hoa giấy ngũ sắc thì nhiều hả chị?
ngũ sắc thôi mà vườn này ngũ sắc. Dạ, ngũ sắc không màu này thì ít. Mà năm nay hình như là em thấy thị trường người ta ưa chuộng cái lá cẩm thạch đó chị. Dạ, ngũ sắc ở trên thì bông cẩm thạch đó. Dạ, năm nay thấy nhà vườn ta trồng nhiều. Giờ này là đã thấy không khí mùa xuân rồi nha, thương lái đã bắt đầu tới làng hoa giấy Tân Dương để lấy hoa về bán Tết rồi nè. Quá đẹp luôn. Nhìn là thấy không khí của mùa xuân liền. Con nào có rảnh được. Cơ sở đó người ta đặt hàng trước rồi. Dạ. Cái này là bắt đầu người ta đặt hàng để Tết rồi. Tết hả chị? Dạ. Người ta ở cũng vườn người ta đặt mình số lượng như vậy đó. Ờ, vậy là mình phải để dành cho người ta hết trơn đúng không? Cũng còn, anh ơi. Cũng còn. Dạ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều nha chị. Chúc chị năm nay bán thắng lợi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cập nhật về nhà cho mình tiếp tục nha cô chú anh chị. Ở đây có những cái loại hoa tím gân trắng rất là đẹp luôn. Mình nhìn ở ngoài là mình hút mắt luôn á. Nè cả nhà, rất là đẹp không? Không khí của mùa xuân ha. Cũng có cô chú anh chị xem kênh của Nam Long Xuyên á, vô bình luận nghe cái bình luận mình thấy rất là vui và cũng như là có động lực. Với lại rất là ví von là tại sao Nam quay nội dung thấy cũng ok, nhưng mà chất lượng hình ảnh thì Nam nên đầu tư một cái máy nó có hình ảnh chất lượng hơn để quay cho khán giả xem. Em cũng thưa thiệt lòng với cô chú anh chị là tại vì em chưa có vốn chứ không phải là em không muốn mua nha. Để nào em có vốn thì em sẽ làm thêm một cái máy chất lượng hơn nữa để ghi hình chia sẻ với cô chú anh chị. Cho nên cô chú anh chị mỗi lần em đăng video lên là hãy vô xem video, chia sẻ video cho em một like để em có thêm cái động lực. Và để từ từ em có điều kiện em sẽ mua một cái máy kỹ thuật hơn để quay chia sẻ cho cả nhà nha. Đây luôn gớm mà bà. Trắng không thấy đâu bà ơi. Đi. Trắng quay không có đẹp đâu, không thấy. Ở đây có một vườn hoa giấy. Quá đẹp luôn. Một cái con sông phải nói là rất là đẹp nha. Đây sẵn đây mình quay cái bản của cái vườn hoa này luôn nha. Nè. Cô chú anh chị có cần thì liên hệ nha anh Trung. Rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Bên đây thì tím pháp lá cẩm thạch. Chưa có rộ không đó. Ừ, cái cổng bằng hoa giấy luôn. Mấy ngày Tết là rộ lên một gốc luôn. Đây mấy cái phôi. Phôi quá nhiều luôn. Mấy cái gốc ở đây là phôi đẹp đẹp không nè. Quá đẹp luôn rồi nè. Nói chứ cái phôi đẹp rồi nè. Ê, cái này mà cái phôi này khi mà ghép xong lên hình là đẹp lắm luôn đó nha. Phôi này giống như là mấy cái con trâu cụng á. Anh nhìn thấy thì giống như trâu cụng nha. Quá đẹp luôn. Phôi rất là nhiều phôi. Đang phôi kìa. Em chào anh nha. Dạ. Anh cái chủ vườn ở đây quá. Anh Trung. Mình đang làm phôi ha anh. Cắt ghép anh trai. Dạ. Đây. Đó giờ là mình quay cũng nhiều nơi rồi. Bữa nay là được vào ngay vườn và anh đang ghép những cái phôi nha. Cái này là thường thường là mình ghép phôi ngũ sắc hay là sao thế anh trai? Đủ loại anh trai. Ngũ sắc có một màu đó mà đa số là nhiều màu. Dạ. Cái này là anh mới ghép luôn hả? Khoảng 1 tuần rồi đó. 1 tuần lễ ha. Là khoảng bao lâu là mình sẽ gỡ những cái bọc này ra? 4 ngày. Là 21 ngày. Là mình coi nó đâm chồi hay là sao anh trai? Nó đâm chồi mới gỡ được. Dạ. Như cái này nó đang lú này chừng 3-4 ngày nữa là gỡ được rồi. Đâm chồi có nghĩa là nó đã sống rồi đúng không? Đúng rồi.
Đó. Nó như đây nè, nó tường nè. Dạ. Nên nằm trên bọc rồi nên mình quay cũng không thấy rõ. Này có. Cái này nó lú tược rồi nè, nó là 3-4 ngàn nữa là đi mình ốc phải không? Đúng rồi. Ồ, ảnh chắc cái đoạn phương tật. Cái này là cho chủ vườn người ta đó chuyên nghiệp rồi, nó nhìn cái nào đẹp, cái nào không đẹp đó, thì người ta biết là tỉa. Còn mình là nhìn vô là cái nào nhiều nhánh, nhiều bông là đẹp à. Dạ. Đặc biệt hôm nay là mình vườn mình là có những cái loại hoa giấy gì mà đặc trưng không hả anh trai? Giống thì nhiều lắm anh trai, đỏ lửa, tím lửa, lum chân. Dạ. Đa số là tím lá nhỏ nhiều. Tím lá nhỏ. Cái loại đó là thị trường ưa chuộng hay sao anh trai? Cũng tùy, tùy theo dùng, có người chơi, người không chơi, người thì chơi cũng sắc, người thì chơi nhiều màu. Chơi nó lớn lum hết á, làm để bán mà. Dạ, yeah, có nghĩa là mình cung cấp nhiều loại, bà con nào ưng ý cái nào thì hốt cái đó phải không? Dạ. Yeah. Rồi, dễ chơi. Dạ. Yeah. Hôm nay mình kinh doanh số lượng nhiều hơn năm rồi không? Một lớp cỡ tầm đó rồi. Năm rồi nha. Rồi tình hình giá cả hôm nay là sao rồi, được không? Mềm hơn hả? Rồi ba cái phôi mình mua về là có rẻ hơn những cái năm trước không? Rẻ hơn anh đây. À, cũng được ha. Đúng rồi. Dạ. Còn qua còn lại cho phôi bắt rồi. Dạ. Vậy tình hình cũng được ha. Tại vì phôi rẻ thì mình bán cái giá nó mềm mềm thì cũng đỡ. Cái phần bây giờ nó nhiều quá, số lượng nó nhiều quá. Nhiều người làm quá. Dạ. Mình đây là kiểu như là đặc trưng rồi. Một cây đó nó tới 4 nhánh như ta. Có cây nào mà 7-8 nhánh gì phía trên không mấy anh trai? À, cũng có nữa ha. Có nghĩa là nhiều nhánh mình ghép được nhiều màu thì nó đẹp hơn ha. Dạ. Nhiều nhánh mà ghép nhiều màu vô thì nó. Dạ. Có luôn. Bên kia đang nở rộ kìa. Bên kia mình cũng thấy có một em gái đang làm gì bển kìa. Hình như đang ghép á. Mình qua mình xem cái cách ghép luôn nha. Rồi, cái này là quá im luôn rồi nè. Tận mắt thấy chủ vườn ghép luôn nha. Mà đặc biệt là một cái người phụ nữ nha. Hồi đó giờ là gặp mấy anh nam ghép không à. Giờ là gặp người phụ nữ ghép rồi đó. Quấn băng keo rồi, xíu nữa mình coi sao mà em gái cách mà ghép vô cái thân á. Một cây ghép vậy là khoảng bao lâu hả em gái? 20 phút hả? Tại cái cây mình có nhiều cái chân. Nhiều nhánh ha. 20 phút một cây là đối với người đã chuyên nghiệp nha. Nói trước. Còn mình là cỡ 2 tiếng rưỡi. Ủa sao mình buộc cái bọc lại chi hả em gái? À, giống như là nó giữ được cái độ ẩm hay là sao? À giữ được cái độ ẩm ha. Như một ngày như vậy em ghép được bao nhiêu cây em nhớ không? Nếu mà nó nhỏ gì tầm 60 cây trở lại. 60 cây trong vòng một ngày. Cái này là cũng như mình ghép xong rồi mình dưỡng cho tới khi mà nó ra hoa để mình kịp phục vụ Tết hả em hả? Dạ, cái này nó qua Tết rồi. À cái này là mình để qua Tết. Cái này cỡ tháng 5, tháng 6 là bán được rồi. Dạ, vậy là cái này là mình bán để quanh năm luôn. Chứ không phải là chỉ chiên về phục vụ cái mùa Tết thôi. Đây, bây giờ mình sẽ tận mắt thấy cảnh ghép nha. Cái cây nha. Cái đó là mình kêu phôi hay sao em gái? Bo. Cái bo là ghép vô trong cái phôi. Rồi, đây. Đây là cận cảnh mình ghép những cái bo vô trong cái phôi cây để tạo nên một cây hoa giấy nhiều màu. Rất là công phu. Một cái nhánh gì là mình ghép khoảng bao nhiêu cái bò hả em gái? Từ cái
nữa thì mình ba một bo. Cây bự là ghép nhiều bo ha. Dạ. Bữa nay là mình được tận mắt thấy là ghép những cái bo vô cái thân cây đó nha. Sau khi ấy rồi thì mình phải quấn băng keo lại. Rồi đó. Qua bàn tay khéo léo của em gái thì trong vòng mình để ý là chưa đầy một phút là ba cái bo đã được lên một cái nhánh rồi nha. Cái đó là mình gọt cái da thôi em gái. Dạ. Có cái thân dính vô không? Dạ, mình gọt cái gì mình để vô. Cái đó là cái bo ha, còn cái thân kìa, cái thân mình cắt. Cái thân này mình để gì nè. Này. Là mình chỉ cắt cái vỏ thôi. Dạ. Cắt cái vỏ rồi xong đó là mình nhét cái bo vô. Khi mà mình làm những cái bo vô trong cái thân cây như thế này thì mình cần phải tha phân tha thuốc gì vô không em? Không, tự nhiên à. Là tự nhiên nó ăn cái mũ vô rồi nó trổ lên thôi ha. Ồ, rất là lạ ha. Vậy là mình chỉ tưới nước cái thân chính rồi ha. Còn cái phần đó là mình không có động chạm gì vô hết trơn ha. Dạ không, nhánh mà mình cắt vô là mình ghép à. À. Chứ không có tha phân tha thuốc gì. Như vậy là nó tự ăn phân ở trong cái thân cây và nó mọc rễ. Ồ, kỹ thuật tìm hết à. Kiểu này là mình cái này dễ ghép á. Nhìn nó dễ quá. Dạ. Quan trọng là mình muốn ghép là mình phải có cái bo nè, mình phải có cái thân nữa. Mình mới ghép được chứ. Với hình như là những cái bo này là nó của nhiều cái loại màu nữa chứ không phải là một màu đâu. À, đúng rồi. Cái này như em đang ghép là ba màu dưa hấu. Ba màu luôn ha. Dạ. Thường là ngũ sắc nó có 5 màu là mình ghép bao nhiêu? 5 màu luôn ha em cái. Dạ 5 màu. 6 màu, 7 màu cũng có. Dạ. Như cái vừa rồi em ghép cái đó là 8 màu á. 8 màu luôn. 8 màu lá nhỏ lá chung á, cẩm thạch. Ồ, đẹp dữ nha. Cái đó mà tổng cộng là hoa giấy là có bao nhiêu màu ha anh trai? Tới mấy chục màu nữa hả? Hoa giấy tới mấy mười màu luôn á. Ôi, nào giờ mình mới nghe nó nghe. Hồi trước giờ mình chỉ nghe là ngũ sắc là 5 màu hoặc là nó lai thêm khoảng 7 màu, 8 màu. Mà anh trai nói là mấy chục màu luôn á. Thông tin mới nha. Rồi, sau khi mà mình đã bo vô trong thân của cái phôi rồi thì bắt đầu là mình sẽ trùm bọc lại để giữ ẩm phải không em? Dạ. Giữ ẩm chờ ngày nó lún cái mầm lên cái à. Thấy vậy chứ cũng rất là kỳ công ha cô chú anh chị ha. Đâu phải dễ đâu, cực khổ lắm chứ mới được một cái cây hoa giấy đẹp. Cái này là em làm mấy ngày mà được nhiêu rồi? Em làm không có xuyên suốt cho mấy, có 2 ngày. 2 ngày. Trên 2 ngày. Cũng như này, cái này là của nhà phải không? Làm từ từ. Mỗi đồng em làm ngày 60 cây à. 60 cây. Là giỏi rồi đó. Rồi cảm ơn em gái nhiều nha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Vườn mình là bán thắng lợi nha. Ra nhiêu là bán hết nhiêu nha. Dạ. Buôn bán đắt. Có mấy cái loại nhỏ. Có cây mini nữa hả? Đi, rồi đi ra đi, đi ra đi. Đi ra mình chia sẻ mấy cây mini luôn. Nó rí cho rí ra phải không? Đúng rồi. Đây. Bạn nào mà thích hoa giấy mà cái kiểu như là bonsai mà nhỏ rí rí á thì đây. Cái này mà để trên những cái bàn làm việc. Bàn làm việc là tuyệt vời luôn á. Cái này nó chỉ là cái phôi đã được cái ghép xong thì các bạn khi mà mua những cái cây mini này về chúng ta có thể thay những cái chậu để trên một bàn làm việc. Là giá khoảng bao nhiêu hả anh trai? 40.000 anh trai. 40.000 là tính luôn cái chậu đúng không? Đúng rồi. Cái chậu này gì cũng 10.000 rồi. Đúng rồi. Đó. Ê, tuy là cái phôi này nó mini nó nhỏ nhưng mà khi nó ra bông nó sẽ rất là đẹp nha, cái gốc nó rất đẹp là đẹp luôn nè. À. Bộ rễ mình nhìn y như là một cô gái đang bước đi vậy ta, rất là đẹp luôn á. Nhiều loại ha, nhiều dáng. Nè anh Tùng, anh nhìn cái này nè, giống như cái dáng của cô gái đang bước đi đó. Anh phải rồi đó, muốn chọn đi.
Tại vì mình còn đi chia sẻ rất là nhiều, chứ nếu như mà trên đường về chắc chắn mình sẽ mua cho mình một chậu như thế này để trong nhà nha. Tại vì mình còn đi rất là nhiều chỗ cho nên không có thời gian để đem theo nè. Chứ mình nhìn chậu này mình ưng ý dáng này quá chừng luôn á. Rất là đẹp nha. Này là cẩm thạch, lá cẩm thạch. Con chào ngoại. Dạ con vô con chia sẻ cho bà con. Ông ngoại đi làm cá lên đó hả? Dạ. Chưa ăn cá hả ngoại? Nhìn hình ảnh này mình nhớ bà nội mình quá. Bà nội con 88 tuổi. Dạ. Nhưng mà con nhìn bà cái con nhớ bà nội con. Nhớ bà nội hả? Nhớ thiệt. Nhớ bà nội đi. Cho đỡ nhớ. Nội ơi. Tạm biệt gia đình mình nha. Chúc gia đình mình năm nay là bán thắng lợi nha. Ra nhiêu là bán hết nhiêu. Cảm ơn em. Rồi em cũng chúc cho gia đình mình là năm mới an khang thịnh vượng, buôn mai bán đắt, làm gì cũng thành công. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi chú anh chị nào. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi chú anh chị nào mà có về làng Hoa Giấy Tân Dương thì ghé ủng hộ cho anh trai nha. Anh Trung. Hồi nãy là để anh Tùng ra quay cái bản này, nãy Nam có quay cái bản rồi cho nên Nam sẽ không quay nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều, tạm biệt anh. Tạm biệt em gái nha. Có một cái vườn hoa giấy và đặc biệt nha, có hai cái chậu hoa giấy phải nói là lớn khủng khiếp luôn rồi. Quá đẹp luôn rồi. Cái này mà chỗ hoa lên là tuyệt vời luôn á. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mà Nam thấy được hai cái cây bông giấy mà nó lớn như thế này luôn cô chú anh chị ơi. 4 mét. Quá khủng luôn rồi. Mình nghĩ là cái cặp hoa giấy này có thể là khủng nhất của làng Hoa Giấy Tân Dương luôn á. À, đây là cẩm thạch ngũ sắc tím pháp. Rồi rất là đẹp luôn. Mình đang trưng bày cái bán hả chị gái? À cái này là có người đặt rồi, đang chuẩn bị đi giao. Này là hoa giấy gì hả em gái? Hoa giấy lửa hả? Đỏ lửa. Đỏ lửa. Hoa giấy đỏ lửa. Ồ đẹp quá trời. Hiện tại thì nó đang bùm búp nha. Cái này mà khoảng tầm tuần lễ nữa là nó gộn ha em gái. Tuần lễ nữa ha. Ý là nó chưa rộ mà mình thấy đẹp quá đẹp ha anh Tùng. Đẹp quá đẹp luôn ta. Hôm nay là mình kinh doanh cái hoa giấy nào nhiều nhất ha em gái? Cái này là mình trồng ở vườn ở sao luôn hay sao? Hay là mình mua phôi và mình ghép? Yeah. Em gái công nhận tôi sách hai chậu luôn. Hai tay hai chậu luôn. Quá dữ ta. Hai tay hai chậu luôn. Cái này là cắt đặt hàng hết rồi ha. Chuẩn bị giao ha. Mấy khi là người ta đặt cái ha. Ủa xe này chắc lái người ta đang đợi hả? Lấy ha gì vậy? Có nghĩa là mình lấy trong vườn về hay sao? Con gái đang giống như là có một cái vườn chủ khác á. Con gái lấy đem về đây để trưng bày và bán cho bà con á. Quá nhiều màu luôn ta. Trong kia có mấy màu tím xen với mấy cái màu trắng tinh khôi rồi, đẹp quá đẹp luôn. Cái cây mà em mới cầm nó, cái màu hồng phấn nó tên gì em biết không? Tím tuyết hả? Ồ, cái màu rất là đẹp nha.
màu tím tuyết, hoa tím tuyết đẹp quá chừng luôn, nhiều màu quá lắm ta. Đúng là nhìn chung chia sẻ ha, tới mấy chục màu nội mà mình nhìn ở đây không là mười mấy màu rồi đó. Sơ lược ở đây thôi, có mấy cái màu nó mới mới ta, hôm giờ mình chưa có quay cái mấy cái màu này nè. Hả? Cái màu này mới nè, màu này màu đỏ xen với cái màu hồng nè đỏ. Trước mặt mình nè, cái màu này là kêu bằng màu gì hả em gái? Mino Pháp hả? Milo Bát. Ờ, hèn gì anh thấy nó cái màu đó lạ lạ, hôm nay là anh quay rất là nhiều vườn rồi mà chưa có thấy cái màu đó. Màu rất màu mới của năm nay quá. Rất là đẹp. Ở đằng này Nam thấy có một cái màu trắng tinh khôi luôn đây nè. Em ơi, cái cây mà màu trắng tinh khôi này luôn là nó tên gì em? Trắng tuyết hả? Hèn chi nó trắng tinh luôn á. Hai cái chậu hoa giấy lớn đó là lâu lắm rồi hả em gái? Dạ lâu rồi. Trồng chắc mấy chục năm quá ta. Đây là cái bảng của cơ sở này nha, cả nhà tham khảo thì có thể điện thoại, số điện thoại này nha, vườn hoa giấy Thủy. Chia sẻ luôn là hai có nhu cầu với hai cái cây mà hoa giấy cực khủng của làng hoa giấy Tân Dương, phải nói là hai cây hoa giấy lớn nhất ở làng hoa giấy Tân Dương luôn đó, thì có thể liên hệ tham khảo số điện thoại này nha cô chú anh chị. Bây giờ Nam sẽ đi lại đó chia sẻ hai cái cây đó lần nữa nha. Phải nói là lần đầu tiên trong đời mà mình nhìn thấy cái cặp hoa giấy mà nó khủng tới mức độ này luôn á. Quá lớn luôn rồi cô chú anh chị ơi, hai cây này. Lần đầu tiên mình mới được chứng kiến một cái cây hoa giấy mà nó lớn tới mức độ như vậy luôn. Chiều cao của nó tới 4 mét mấy, 5 mét đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạm chia tay em gái nha, để tiếp tục cập nhật nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Chúc gia đình mình năm nay kinh doanh sẽ thành công hơn mọi năm nha. Rồi, tạm biệt em gái luôn. Ở đây thì mình thấy có một cái vườn hoa giấy rất là đẹp luôn nè. Ngũ sắc, tàn dù. Ở đây người ta làm giống như những cái cây dù nè. Đẹp quá đẹp luôn rồi. Quay dưới cái bộ đế cho cô chú anh chị mình xem nha. Đế nào cũng đẹp trơn. Ồ Nam ơi, quá đẹp luôn rồi nè. Hồi ở tàn dù, tàn thông rất là nhiều tàn luôn. Hoa thì đủ màu, đủ sắc luôn. Rất là đẹp nha. Ở phía trước thì mình thấy có mấy cái chậu đã được bao lại hết rồi kìa. Chắc chuẩn bị đi giao cho lái nữa đó. Bắt đầu không khí của mùa xuân rồi ha. Còn đây là cái xe đậu đây, chắc chuẩn bị là sẽ đưa những cái hoa giấy lên xe này đi giao cho lái đó cô chú anh chị. Bây giờ có lẽ thì mình sẽ tiến vào bên trong để chia sẻ những cây hoa này, tại vì mình thấy quá đẹp đi. Ở đây đã được bao lại hết rồi nè, chuẩn bị đi giao rồi nè. Con chào chú. Dạ. Ôi ơi đẹp quá chú ơi. Đây.
nhìn mê hồn luôn, quá đẹp luôn. Khi mà lạc vào xứ sở ngàn hoa giấy, đây ta đang giao cho lái nha, quá đẹp rồi. Đi mình đi vô bên trong nè. Chào bà hai nha. Con chào ngoại. Trời ơi, cái vườn hoa giấy của mình quá đẹp luôn rồi. Phải nói là hầu như là khách nào mà đi ngang đây là không thể nào mà không ngừng lại với cái vườn hoa giấy của nhà mình luôn á ngoại. Trời ơi, nó đẹp gì mà. Dạ, quá đẹp luôn rồi. Tại anh chạy xe thường nữa, biết là ai cũng nói câu đó chưa. Quá thứ là nó đẹp. Tàn dù, tàn thông mà những cái hoa phải nói là hết sức là đẹp luôn. Dạ, gì có đó. Đây là chú anh chị ơi, nguyên một cái khu vườn thông nha. Còn phía này là những cái cây dù, dù hoa giấy. Giấy dù hả? Giấy dù hả ngoại? Ông ngoại kêu giấy dù á chứ đâu kêu dù hoa giấy. Giấy dù. Giấy dù. Mình kiếm cái ghế này mình bắt cao cao lên mình quay cho nó đã một cái coi. Nam đã kiếm được một cái ghế cực kỳ là lý tưởng. Khi mà đứng ở trên cao này nè, Nam quay xuống cô chú anh chị mình mới thấy được cái vẻ đẹp của hoa giấy nè. Đây Nam sẽ quay vòng tròn một vòng nha. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây nào cây nấy nó cũng sum xuê bông hết trơn. Quá đẹp luôn rồi. Cây này để mình đếm coi tổng cộng được bao nhiêu màu nha. Màu trắng là 1 nè, màu hồng là 2 nè, màu vàng là 3 nè ha. Rồi màu hồng phấn là 4 nè, màu đỏ là 5 nè. À vậy là cái này là tổng cộng có 5 màu. Hoa giấy ngũ sắc. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Phải nói là nhìn cây nào mình cũng thấy ghiền hết trơn á. Cây thông cũng đẹp, mà cây tàn dù cũng đẹp nữa. Mình nhìn mà mình không nỡ rời đi luôn nè. Mình sẽ quay gần lại xíu nha. Quá đẹp luôn rồi. Đẹp quá cả nhà ơi. Nếu có dịp mà đi về Đồng Tháp thì cả nhà nhất định phải một lần ghé lại làng hoa giấy Tân Dương để thưởng thức cái vẻ đẹp ở bên ngoài của hoa giấy. Tại vì Nam ghi hình trong video thì không thể nào mà lột tả hết được cái hình ảnh chân thật của những cái hoa giấy ở đây. Phải nói là khi mà mình nhìn ở bên ngoài thì mình mới thấy được hết cái vẻ đẹp của hoa giấy ở nơi đây cả nhà ơi. Video này nữa là mình làm video thứ 3 về làng hoa giấy Tân Dương, nhưng mà mình vẫn muốn quay tiếp tục ở đây tại vì mình không thể nào mà không quay, tại vì quá đẹp. Không biết bao giờ mình mới ghi hình hết được cả cái làng hoa giấy Tân Dương này. Giờ mình đi vô trong nha. Rất là đẹp luôn nè. Bây giờ mình sẽ quay vô trong nha, trong những cái tàn dù ở trong này. Phải nói là những cái tàn dù ở trong này ha, khi mà từ ở trên này nè, cả nhà nhìn xuống một cái là mình nhìn mình hút hồn liền luôn á. Nè Năm quay gần lại xíu nha. Nhìn đâu cũng thấy hoa hết trơn á. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Ngoại ơi, khi mà đứng ở trên ghế ha, con ở trên con quay xuống nha, đẹp quá chừng đẹp luôn ngoại ơi. Dạ, đẹp dữ lắm luôn. Rồi cuối cùng thì mình cũng tìm được một cái ghế.
con thấy hình như là phần nhiều ở đây con thấy là hoa giấy ngũ sắc là nhiều phải không ngoại? Ngoài cái ngũ sắc ra ở đây mình còn thêm những cái loại nào khác nữa không ngoại? Nhiều thứ lắm, bây giờ biểu hỏi tôi cũng không nhớ. Không nhớ nổi luôn, nhiều thứ quá mình không nhớ nổi. Bỏ nhiều lắm rồi đó. Hai dạ. Lần ba ghép qua vài ba đợt rồi tôi bỏ. Dạ. Chỉ có cái ngũ sắc này là ghép thành hành mình đang ghép hoài. Dạ, ngũ sắc thì người ta chuộng nhiều hả ngoại ha. Còn thấy ở đây mình cũng có những cái lá cẩm thạch nữa kìa. Cái này làm cũng bền. Cái này là chấm tông của Thái thôi. Mỗi dàn bông này là của Thái thôi. Dạ, cái ngũ sắc này là của Thái không hả ngoại ha. Tại vì năm đó tôi đi du lịch bên Thái rồi, chứ ở Việt Nam đâu có. Việt Nam thì hồi đó nó có bông giấy đỏ à. Cái này cũng của Thái nhưng mà hồi đó là nó chỉ có một thứ một. Dạ. Rồi tôi đi du lịch bên Thái Lan tôi còn làm kiểu lá rồi nữa, nhiều lắm. Dạ. Kiểu lá lắm. Dạ. Kiểu lá hầu hết là gần như xuất xứ ở Thái Lan. Dạ. Rồi tôi qua bên đi chơi rồi tôi đâu biết nói tiếng Thái. Dạ. Tôi thằng cũng dễ nhiên nhiều. Bữa đó tôi thằng Duyên đi với tôi rồi nó hỏi đi đâu, tôi nói đi tao nậu trong vòng tiếng hồ là tao trả tiền mỗi ngày đó. Rồi bắt đầu ngoại đi sưu tầm. Tôi nói mày kêu tao chiếc taxi tao mày đi đâu, tao biết đi đâu. Mày chở tao lại, mày dẫn lại ngay chỗ vườn của dựa kiển là tao lại đó hả? Dạ. Chứ bây giờ tao biết nó nằm ở đâu mà. Dạ. Là ngoại đi bên Thái luôn hả ngoại? Đi ngay lại đó, cái tôi gặp tôi tính một miếng lá. Dạ. Lại đó gặp trời, cái đám này cái cũng mê quá trời luôn à. Ở Việt Nam mình không có thứ này, hôm qua mình gặp quá mê. Mua thứ này không? Về cái làm giống ra. Người về đây bắt đầu mới làm giống cho làng hoa giấy Tân Dương ở đây. Làm giống tôi ghét không, tôi có làm trước rồi nhưng mà làm đồ Việt Nam mình không à. Dạ. Rồi tôi mua về cái bắt đầu tôi ghét. Tôi tung ra đầu tiên là tôi tung lá mua ra, còn lại tôi máu lá nhiều lắm luôn. Dạ. À vậy là ngoại là một trong những người đầu tiên. Tôi ở đây làm trước nhất. Dạ, rồi vậy là ngoại là người đầu tiên ở làng hoa giấy Tân Dương. Quá đẹp ngoại ơi, câu chuyện của ngoại cũng khá là hấp dẫn luôn. Giấy từ ở bên Thái về đây là làm giống bán đầu tiên ở làng hoa giấy Tân Dương luôn. Sinh ra ngoại kia nó vô nó gặp của tôi, nó hỏi trời cái này ở đâu có không? Cũng ở Thái Lan. Nói vậy là nửa tháng sau là nó lấy gì nó để cả vừa nó ngoại. Liên hệ nước ngoài liền hết chứ ông ngoại. Nó đi bến trực tiếp cũng đi trực tiếp bến cái ở bến nó làm thì nó không phải làm như đây, thành ra anh về đây nó bán được. Dạ. Lấy có đặt hay đặt gì đó nó nghĩ là nó được. Dạ. Tại ở đây thì ở chuộng là dân ở đây là chuộng là ghép để tự nhiên ra về. Dạ. Ở đó nó làm như cái nón lá cũng giống như cái vụ tôi về mà nó làm như nón lá nhỏ nhỏ và lớn à. Dạ. Thành ra người ta không chuộng. Ở đây thì mình chuộng cái tự nhiên ha. Tự nhiên về. Dạ. Mà sau này tôi cũng làm dùng. Đồng Tháp từ này tôi làm là làm theo cái phong cách của tôi chứ tôi không làm theo miên. Dạ. Tôi làm là phải đồ sộ to hơn rồi người ta ở đây thì người ta chuộng những cái vậy đó rồi. Dạ. Phải nắm bắt kịp thời làm. Dạ. Thì ra tôi làm đây nó lạ hơn ở Thái Lan. Dạ. Thái Lan nó làm cũng cây nhỏ nhỏ gì mình nó làm cái dù với bằng nón lá vậy ha. Dạ. Nhỏ ha. Dạ. Tùy theo cái thị trường ha ngoại. Tùy theo cái thị trường. Dạ. Cái thị hiếu của người ta. Như vậy là vụ này là từ hôm chú bác bắt đầu qua Tết rồi là cũng làm mà cũng có xúc nhiều nữa là từ hồi đầu tháng 4 bây giờ. Dạ. Tôi lấy này còn mấy trăm cây. Thôi rồi. Thấy đây không? Dạ. Làm để cái cây này đó để dậy bán hết, để ra làm nó để ra đợt này đợt thứ 4 rồi. Dạ. Trong năm nay là đợt thứ 4 rồi. Trời ơi, quá im rồi ngoại ơi. Còn cái ơi sao đó, mới làm sao tôi nấu tiếp này nữa đó. Dạ. Thấy ở ngoài trước này hết là ở ngoài sau đem ra. Mình nên là ngoại làm luôn hay là có mướn nhân công gì không ngoại? Cái làm cái kỹ thuật này tôi làm tự làm mình. Dạ. Mướn người ta tôi lính rồi như hiện bây giờ tôi dùng đến là làm 5-6 đứa đó nè. Dạ, 5-6 người lính. 5-6 đứa ngày nào cũng vậy. Dạ. Nhưng mà làm cái này đặc biệt tôi làm chứ không dám giao được nó, tụi nó làm có không để mất công sửa không?
Dạ. Dạ. Coi chứ làm nó cũng phải có cái ý mới được. Dạ. Giống như là cái tầm mắt của mình nhìn nó đẹp khác so với người khác. Cái ý mình làm sao mà cái bố cục của bông ở trên nó phải điều hòa đều nhau, màu này màu kia nó pha trộn nha. À, dạ. Kinh nghiệm ha. Mình làm sao mà nói cho đừng để trống lỗ vậy. Dạ. Mình phải kéo từ từ lại cho nó kín mới được. Dạ. Dạ. Phải nói là phải đòi hỏi một cái kỹ thuật và một cái tình yêu hoa giấy thì mới làm được. Nói chung là làm mình cũng biết làm sao cho nó đẹp. Dạ. Cách mà mình làm nữa. Ừ, dạ, để mấy cháu luôn. Dạ. Dạ. Mấy cháu lần này thì em. Dạ. Trong kia thì con tôi cũng 3-4 miếng vườn thôi. Có đi. Dạ. Thấy từ đâu chú đi tới đây. Con dạ, con tự ngoài cổng cái dài vô. Ở đâu đi lại cổng này. Bên làng Hoa Sa Đéc. Dưới đi lên. Dạ đúng rồi. Ở dưới đi lên là tôi còn có một thằng rể thứ 7, một thằng con thứ 6, có vườn dưới là vườn Tấn Minh, tôi thấy đâu. Tụi con chưa có tới đó. Không, ở dưới đi lên mà. Dưới đi lên như nhiều khi con chạy qua luôn á, chạy hút qua luôn á. Thì ở dưới thì tôi có Tấn Dương là con thứ 6. Dạ. Thứ 6 nó vườn ngoài là vườn thứ 4, số 4 của nó, sau này nó còn 3 vườn. Ờ, vậy là cũng nhiều dữ rồi đó. Thằng Thành Hiệp thì nó là sẽ tên tên Khánh Đông, nhưng mà dạ, nó làm trên cả Tân Dương này cũng hai miếng vườn nữa. Dạ. Vậy là nguyên cái gia đình mình là nói chung là chuyên sống về nghề làm hoa giấy rồi. Coi dạ, như là cái này nghề truyền đời nghề rồi. Nghề truyền không mình tôi làm mà tụi nó ăn học không hả? Dạ. Dạ. Nó thấy nó làm ăn học, nó làm cũng khá còn tôi nó gì vậy? Không lại sư phụ rồi. Dạ. Thôi vậy là cha truyền con nói là im rồi đó ha ngoại. Ngoại ơi. Dạ. Ngoại cho hai đứa con cảm ơn ngoại rất là nhiều. Và hai đứa con đầu tiên thì chúc cho ông ngoại và ngoại là có thật là nhiều sức khỏe, có một mùa xuân mới an khang thịnh vượng và buôn mai bán đắt. Dạ, con cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại nhiều nha. Dạ. 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 Tốt nghiệp ngành y rồi. Sắp gả, hồi chồng chồng nó không cho đi làm. Dạ. Thôi tạm biệt ngoại nha. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Rồi mình tiếp tục nha cô chú anh chị ơi. Đây cô chú anh chị ơi, làm sao mình có thể mà bỏ qua được cái khung cảnh thơ mộng như thế này ở làng Hoa Giấy Tân Dương. Nhìn những cái cây hoa lớn nó tạo thành một cái cổng kìa. Rồi ở phía dưới là những cái cây hoa nhỏ nó đang xen vào nhau, nó tạo thành một cái khu vườn nho nhỏ đầy hoa, như là bước vào một xứ sở của cổ tích thần tiên vậy đó. Rất là đẹp luôn. Khi mà mình đứng ở trên cầu mình dòm xuống phải nói là tuyệt vời của chú anh chị ơi. Cho nên một lần nữa Nam lại nói câu cũ là nếu một lần cô chú anh chị và các bạn có dịp về Sa Đéc, nhất định phải tìm qua làng Hoa Giấy Tân Dương của tỉnh Đồng Tháp để thưởng thức cái vẻ đẹp của hoa giấy nơi đây nha cô chú anh chị. Thơ mộng lắm luôn. Nhất là các bạn mà hay đi check-in nè, đi chụp hình này nọ các kiểu là qua đây là phải nói là rất là thích hợp luôn. Rất là đẹp nha. Để Nam sẽ đi dài dài xuống phía dưới này nha cả nhà, chia sẻ cho cả nhà mình nha. Đây cả nhà ơi, đẹp quá đẹp luôn. Đây nè, hai cây hoa giấy mà nãy cả nhà thấy như cái cổng đó là ở đây nè. Này là lá cẩm thạch, hoa bạch tuyết rất là đẹp luôn nè. Cả nhà thấy đẹp vô cùng không? Dưới cái nền trời xanh, trời trắng này mà hoa nó nổi lên coi nè. Làm sao mà mình lột tả hết qua lời nói của mình cái vẻ đẹp này cho cả nhà bây giờ. Khi mà tới với làng Hoa Giấy Tân Dương này thì mình nhìn đâu cũng thấy hoa hết đó cô chú anh chị ơi. Rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Nam sẽ quay cận vô những cái hoa cho cả nhà xem nè.
tuyệt vời không cả nhà. Vẻ đẹp phải nói là nao lòng luôn ha. Đây, những cái tàn dù lớn và những cái hoa ngũ sắc. Chim hót thơ mộng luôn. Đẹp quá cả nhà ơi. Ở đây có một cái vườn tuyệt vời thiệt. Đặc biệt là hoa giấy thì nhiều màu quá. Rất là nhiều màu luôn cô chú anh chị ơi, đẹp. Đẹp phải nói là đẹp tuyệt vời luôn á. Này là tím cẩm thạch nè, rồi trắng tuyết nè, rất là nhiều hoa, rất là nhiều màu. Ngoài này nó có những cái loại lá rất là đặc biệt nha, lá vàng, bông tím nhạt. Quá tàn luôn nè. Ở bên này có những cái tàn thông rất là đẹp luôn rồi nè. Quá đẹp, chắc có lẽ là mình phải đi vô trong luôn quá. Giống như là cái nón vậy ta. Lá luôn. Chú uống nè. Phải đi vô trong luôn mới được cô chú anh chị ơi, quá đẹp rồi. Con chào chú. À chú ơi, ở đây con thấy mình cái cây bông giấy cẩm thạch mình uống thành hình cái con gì phải không chú?
Con rồng hả? À vậy là đây là linh vật của năm Giáp Thìn. Một con rồng. Thìn. Một con rồng đang uống lượng hả? Đây có móng luôn nè, đó. Tôi nói là cái con rồng này có móng luôn nha, nó nguyên bộ rễ nè, rất là đẹp luôn. Ờ bộ rễ nhìn như đây, bằng bằng chân có móng đẹp luôn nè. Quấn lên nè. Cây đó hả? Dạ. Đó là bông nó. Ồ cái thân này mình thấy nó lớn lắm nha cả nhà. Cái bộ rễ nó mình thấy rất là lớn luôn nè. Hòa giấy hình một chú rồng đang uống lượng, quá đẹp. Bên đây là những cái nhìn đây là cái linh vật của năm Giáp Thìn nha cô chú anh chị. Ở đây mình thấy cái đầu của con rồng luôn nè. Đây là cái mình nha. Rất là đẹp luôn cả nhà, những cái tàn dù nè. Chú đang tỉa lại và sửa lại cho nó tròn trịa theo cái khung, để khi mà nó ra bông thì nó sẽ rất là đều và nó sẽ chỗ rất là đẹp. Ngoài hoa giấy ở dưới này mình thấy có những cái cây bonsai nhỏ nhỏ này rất là lạ mắt luôn, nhưng mà mình không biết tên của những cây này. Những cây bonsai ha, cũng uống nắng thành hình rất là đẹp. Rồi video của Nam Long Xuyên cũng xin phép được kết thúc ở đây nha cả nhà. Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân thương của kênh sức khỏe dồi dào, may mắn thành công, bình an và có một mùa xuân an khang thịnh vượng. Cả nhà hãy ủng hộ Nam Long Xuyên bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ video cũng như cho Nam một like. Đó sẽ làm những động lực lớn lao để Nam sẽ làm thêm nhiều video nữa gửi tới cả nhà cũng như cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp cả nhà ở video sau của Nam nha. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại.